Chiến thắng 3-0 trước Brentford ở vòng 35 nhờ sự tỏa sáng của Ronaldo đã giúp MU thắp lên hy vọng nhỏ nhoi giành suất tham dự Champions League mùa tới. Nhưng cơ hội là rất ít khi họ không có quyền tự quyết và phụ thuộc vào kết quả thi đấu của hai đội xếp trên là Tottenham và Arsenal. Để góp mặt trong top 4, MU buộc phải thắng cả hai trận còn lại, trong khi hy vọng Arsenal và Tottenham thua tất cả các trận còn lại. Nhưng trên thực tế, Arsenal chỉ cần giành được 2 điểm trong 4 trận còn lại là MU đã hết cơ hội tham dự Champions League mùa tới, trong khi Tottenham cũng chỉ cần 4 điểm trong 4 trận phía trước cũng khiến Quỷ Đỏ gặp kết quả tương tự. Tuy nhiên, dù thế nào thì MU vẫn phải thi đấu với khát khao và quyết tâm lớn nhất và hy vọng vẫn may mỉm cười với mình. Đội chủ nhà đã có sự tự tin lớn sau chiến thắng thuyết phục trước Wolverhampton cuối tuần trước. Các cầu thủ trụ cột đang đạt phong độ cao và huấn luyện viên Potter chỉ mất 2 cầu thủ là Moder và Sarmiento vì chấn thương ở trận này. Trong khi đó, huấn luyện viên Rangnick sẽ vẫn không có sự phục vụ của Maguire, Wan-Bissaka, Pogba lúc sau vì chấn thương, trong khi Fred và Sancho đều có thể trở lại. Quỷ Đỏ đã thể hiện sự áp đảo đối thủ của mình khi toàn thắng trong cả 5 trận đối mặt Brighton gần nhất. Nhưng xét về phong độ hiện tại thì đội chủ nhà có 3 trận thắng, 1 trận hòa và để thua 1 trận khác, trong khi MU có 2 trận thắng, 1 trận hòa và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Manchester United rất muốn có chiến thắng trước Brighton và khi bị đặt vào đường cùng vì không còn lựa chọn nào khác, đội bóng máu đỏ sẽ chơi rất hay. Vì thế, với kèo chất đồng banh này, người chơi vẫn nên chọn Quỷ Đỏ để đặt niềm tin. Bốn trong năm trận đối mặt giữa MU và Brighton đều chỉ có từ 3 bàn thắng trở xuống. Và dù Ronaldo sẽ luôn chơi thăng hoa ở các trận đấu không quá quan trọng, nên nhiều khả năng sẽ là trận đấu không có nhiều hơn 3 bàn thắng. Dự đoán của thể thao văn hóa, Brighton, Manchester United 1-2.